bảo anh khoe hình con gái lúc 5 ngày tuổi. Ngày nghỉ lễ 30/4, ca sĩ Bảo Anh hé lộ khoảnh khắc bế con gái Misumi cách đây hơn 1 năm, khi em bé được 5 ngày tuổi. Trong bức ảnh, Bảo Anh ôm con gái cưng trong phòng ngủ. Nữ ca sĩ không make up, chỉ tô son nhẹ. Dù mới sinh, vóc dáng cô khá gọn gàng, làn da khỏe mạnh. Ở đây không có sự hoàn hảo. Ở đây chỉ có rất nhiều tình yêu thương, Bảo Anh viết về khoảnh khắc cuốn quýt của hai mẹ con. Trong khi đó, bà ngoại Misumi đăng đoạn video ghi lại tiếng reo hò của bé trên xe hơi, trong chuyến đi chơi của gia đình ở Đà Lạt những ngày nghỉ lễ. Tuần trước, Bảo Anh công khai có con gái Misumi 13 tháng tuổi. Trước đó, cô vướng tin đồn sinh con đầu lòng vào Tết 2023 nhưng chưa từng lên tiếng phản hồi. Ở những bức ảnh đầu tiên được mẹ và bà ngoại hé lộ, Misumi được khen xinh xắn, thừa hưởng cặp mắt to thông minh và giàu cảm xúc của mẹ. Bảo Anh thấy may mắn và hạnh phúc khi được làm mẹ. Từ những năm trước, cô cũng từng vài lần tâm sự muốn có con nhưng không thích ràng buộc hôn nhân. Bầu sâu Thomas Tâm, ông xã ca sĩ Hồng Ngọc, tiết lộ Bảo Anh có nhiều thay đổi sau khi làm mẹ. Anh kể ngày xưa mỗi lần qua Mỹ diễn, nữ ca sĩ thích tung tăng chỗ này chỗ kia, đi diễn lâu không thành vấn đề. Nhưng từ ngày có bé Misumi, cô chỉ tìm chỗ mua đồ cho con rồi vội vàng bay về với con. Là anh chị thân thiết trong nghề, vợ chồng Hồng Ngọc, Thomas Tâm mừng cho Bảo Anh. Họ nói, tuy trách nhiệm nhiều, hy sinh nhiều, em rất vui khi đón nhận thiên chức làm mẹ. Giờ này hai mẹ con được thêm yêu thương nhiều từ khán giả, anh chị lại vui hơn cho em. Chúc hai mẹ con Bảo Anh và Misumi nhiều sức khỏe và luôn được yêu thương. Trước đó, ca sĩ Dương Triệu Vũ cho hay anh từng khuyên Bảo Anh không nên khi cô thổ lộ muốn có em bé. Anh bày tỏ, tôi nghĩ việc này ảnh hưởng tới công việc, cuộc sống, tình yêu và nhiều thứ không thể lường trước. Nghe Bảo Anh tâm sự lý do và hiểu quá trình dẫn đến quyết định này, tôi không biết nói gì ngoài việc im lặng. Theo giọng ca 40 tuổi, Bảo Anh có tuổi thơ không mấy yên bình, cha mẹ trải qua nhiều đau khổ nên cô luôn thèm cảm giác bình yên đơn giản. Anh nói nữ ca sĩ từng chứng kiến cha bạo hành mẹ cùng những cuộc tình không trọn vẹn của bản thân khiến cô dần mất niềm tin vào tình yêu. Cô tìm kiếm thứ tình yêu vững chãi, sâu sắc, vô điều kiện nên quyết định mang thai Misumi. Bảo Anh muốn hiểu tình yêu thương đích thực thế nào, sự hy sinh trong tình mẫu tử ra sao. Misumi là lựa chọn tỉnh táo của cô ấy. Đối với tôi, không có bài học nào quan trọng hơn tình yêu thương, anh cho hay. Bảo Anh từng bị đồn nghỉ hát để sinh con cho một đại gia nhưng Dương Triệu Vũ phủ nhận. Nhiều người sẽ thắc mắc sao Bảo Anh không tìm một đại gia để sinh con cho thoải mái. Nhưng nếu quyết định như vậy thì đâu phải Bảo Anh tôi yêu quý, một người dám nghĩ, dám làm, dám sống. Misumi là hiện diện của tình yêu thương. Tôi hạnh phúc vì có mặt trong khoảnh khắc cháu ra đời. Lúc đó, tôi chỉ thầm mong cuộc đời sẽ nhân từ và yêu thương gia đình nhỏ bé này. Mong mẹ con Bảo Anh và Misumi luôn bình an và hạnh phúc, anh nói. Bảo Anh sinh năm 1992, nổi tiếng từ khi tham gia The Voice 2012 trong đội của huấn luyện viên Trần Lập. Cô ghi dấu ấn với hình ảnh mong manh, chất giọng nhẹ nhàng. Các ca khúc nổi tiếng của cô gồm Anh muốn em sống sao, Trái tim em cũng biết đau, Như lời đồn, Lười yêu. Ở lĩnh vực điện ảnh, cô được ghi nhận có tiềm năng qua phim Bảy ngọt ngào. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.